Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền AZ Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần váy của nữ. Để cắt và may được mẫu quần này, mình hướng dẫn các bạn làm hai phần. Phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt và phần 2 mình hướng dẫn các bạn may. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt quần trước. Đây là số đo dài quần của mình. Dài quần 40, vòng bụng 80, vòng mông 92 và vòng ống 40. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân trước của quần trước. Để cắt được mẫu quần này, các bạn mua giúp mình 1 mét vải là mình cắt đủ nhé. Và chất liệu vải thì các bạn dùng vải xước, vải thô, vải đũi, vải ly len, vải gấm và nhiều loại vải khác mình đều cắt được nhé. Vì đó là quần đùi váy. Các bạn có chọn chất mát một chút, hơi mềm và hơi nhẹ thì nó có độ rủ và độ đẹp hơn. Trước khi đi cắt được chiếc quần váy này nhé, các bạn sẽ đặt vải cả thân trước và thân sau lên này. Từ mép vải ngoài các bạn lấy vào cho mình 7 cm. Từ biên vải này các bạn lấy vào cho mình 7 cm. Và kẻ xuống dưới cho mình nhé. Dài quần của mình 40, các bạn sẽ trừ cho mình 4 cm của cạp đi nhé. Thì còn bằng 36, 36, các bạn cộng thêm cho mình 4 cm của đường may. Là dài quần của mình vẫn 40 này. Cả thân trước và thân sau là dài quần của mình 40 nhé. Và các bạn tính giúp mình đường rộng eo này. Vòng bụng của mình là 80, các bạn chia 4 thì bằng 20. 20 này. 20 cộng với 10 sẽ là bằng 30. Đoạn từ đây ra đây cho mình là bằng 30. 30 này. Sau đó các bạn lấy cho mình đường may là mỗi bên cho mình là 1,5. Tính hạ mông cho mình nhé. Vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 thì bằng 23. 23 các bạn trừ cho mình 4 cm của cạc rời là bằng 19. 19 các bạn cộng cho mình 6 cm nhé. Hạ mông cho mình là cộng thêm 6 là bằng 25. Hạ đúng quần thân trước cho mình là bằng 25 nhé. Sau đó các bạn sẽ tính giúp mình đường rộng ngang mông. Rộng ngang mông các bạn tính giúp mình theo công thức là bằng 1/4 vòng mông cộng cho mình bằng 13. Vòng mông của mình 92 các bạn chia 4 thì bằng 23, 23 cộng 13 cho mình là bằng 36 nhé. Đoạn từ đây này, các bạn tính giúp mình từ đây nhé. Ra đến đây. Đó, từ đây ra đây là bằng 36 này. Đoạn này các bạn lấy dư cho mình 1,5 cm đường may nhé. Và tính giúp mình đường rộng ngang gấu nhé. Vòng ống của mình là 40. 40 các bạn cộng cho mình 10 cm của phần gập ly là bằng 50 nhé. Thân trước các bạn chỉ lấy cho mình 50 thôi. Thân trước lấy giúp mình 50 này. Từ đây ra đây là bằng 50 nhé. 50 này. Và các bạn sẽ lấy vát lên cho mình, đoạn này cho mình là 2,5. Và dùng đầu vát có thước này. Các bạn vẽ đây cho mình. Còn đoạn trên này nhé, các bạn sẽ lấy cho mình từ dưới lên, lấy cho mình 3 cm nhé. Để khi mình may lên cái phần gấu này nó không bị xả xuống nhé. Thì các bạn sẽ lấy từ dưới này lên đây cho mình 3 cm. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước này. Sang đến phần thân sau này, các bạn sẽ phải đặt thân trước lên thân sau nhé. Và sang dấu cho mình này, từ đường thân trước này lấy ra cho mình 4 cm của phần rộng ngang thân quần này. Và phần ống lấy cho mình 4 cm nhé. Để mình bù vào đường may của mình, đường may hai bên. Sau đó các bạn sẽ đo giúp mình này, đoạn từ đây ra đây nhé, sẽ bằng đoạn từ đây ra đây cho mình là được. Các bạn lấy từ đây vào trong lấy cho mình 10 cm. Và tính cái phần rông đúng thân sau cho mình này. Từ thân trước các bạn lấy đến cho mình 3 cm. Và lối vào đây cho mình này, là mình được rông đúng nhé. Đây, rông đúng thân sau này. Thân trước của mình có ly thì mình không tính. Các bạn tính lại giúp mình cái phần rộng cặp quần này nhé. Vòng bụng của mình là 80. Các bạn sẽ chia cho 4 thì bằng 20. 20 cộng cho mình 2 cm của ly.
20 cộng với lại 2 là bằng 22 nhé. 22 và cộng cho mình 3 cm đường may. Là bằng 25 này. Cộng cả thân sau của mình là 25 này. Cả đường may là và cả ly là 25 nhé. Sau đó các bạn nối giúp mình này, từ đường rộng, từ cái đường vào đúng thân sau này, lên cái phần cạp này nhá. Từ dưới này các bạn lấy lên cho mình 10 cm và nối về cho mình này. Chia đôi cái đường chéo này ra là mình được vòng đúng của thân sau này. Và riêng cái quần váy hàng thô này, loại vải không giãn là bao giờ mình để đường may nhé. Các bạn sẽ để đường may cho mình từ 7 ly đến 1 cm nhé. Kẻ lên đây cho mình là mình được vòng đúng của thân sau. Và các bạn sẽ phải tra khóa dấu cho mình nhé, vào phần đúng thân sau này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi vẽ túi này và phần cạp nhé. Để cắt lót túi này, các bạn sẽ đặt thân quần lên lót túi nhé, cắt cho mình từ trên này xuống dưới là lấy cho mình 4 cm. Các bạn sẽ vẽ miệng túi này, miệng túi các bạn sẽ để cho mình 12 cm nhé, 12 cm của miệng túi này. Và sau khi cắt xong lót túi nhé, các bạn sẽ đặt cái phần lót túi lên này, vẽ phần miệng túi cho mình. Dài túi các bạn lấy cho mình là 27 này, rộng lấy cho mình 18 này. Từ cái phần lót túi này các bạn sẽ lấy từ dưới này lên 7 cm là đánh cong cho mình là phần được phần lót túi này. Đoạn này các bạn đánh cong nhé. Các bạn cứ thích cái lót trơn như là các bạn sẽ đánh như thế nhé, chứ không cần phải công thức gì đâu nhé. Là các bạn sẽ tự vẽ cái phần lót túi này cho mình là được. Đây là lót túi chính nhé. Cái phần túi lót thì các bạn sẽ lấy cái vải mềm hơn một chút, mình cắt mình may vào thì cái phần thân quần của mình nó không bị cộm, nó đẹp hơn. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt cạp quần nhé. Các bạn cắt cạp quần thân sau cho mình, 4 thì bằng 20. 20 các bạn sẽ cộng cho mình 3 cm là bằng 23 này, là cả đường may rồi nhé. Cạp của mình 4 cm, các bạn sẽ lấy cho mình 6 này. Đoạn này các bạn sẽ đánh vào cho mình 1 cm này. Cái phần dưới của phần sườn bây giờ các bạn lấy cho mình 0,5 đến 1 cm nhé. Riêng cạp quần này 23 thành 24 cho mình nhé. Phần giữa là các bạn lấy thẳng cho mình. Các bạn đánh dấu đây là cặp lót của mình này, đây là mặt trái của cạp này, lật lên để cắt tiếp cho mình nhé. Cắt xong cạp thân sau này, các bạn sẽ cắt cạp thân trước cho mình. Các bạn nhớ là cạp chính các bạn sẽ cắt dọc vải nhé. Kẻ cho mình một đường thẳng này, cách biên vải cho mình 1 cm nhé. Vòng bụng của mình là 80, các bạn chia 4 thì bằng 20. Lấy cho mình 20 cộng với 1,5 cm đường may. Ở dưới các bạn sẽ lấy cho mình 2. 20 cộng 1,5 là 21,5, 21,5 các bạn lấy cho mình 22. Nối lên cho mình. Cạp của mình 4 cm nhé. Cộng với 2 cm đường may là 6 này. Nối về cho mình.
Vì đây là cặp trước nhá. Từ phần giữa của cạp này các bạn sẽ đánh lên cho mình 1 cm. Dưới lệnh thế nhé. Cắt cho mình. Để cắt cặp lót này, các bạn sẽ cắt ngang vải cho mình nhé. Cặp chính thì các bạn cắt theo chiều dọc vải này, theo chiều biên nhé. Nhưng mà cặp lót thì các bạn sẽ dở như thế này, cắt cho mình. Cặp lót các bạn để riêng cho mình. Cặp chính thì tí mình ép mách vào nhé. Cắt luôn cặp thân sau cho mình luôn. Cặp lót các bạn nhớ cắt ngang vải cho mình nhé. Các bạn cắt lót phần túi quần cho mình. Vì vải của mình là vải cotton, nó lót rất là mềm và mỏng nhé. Mình cắt được cả cặp lót bằng vải chính luôn nhé. Còn bạn nào mà cắt vải dày thì các bạn phải lấy vải lót mỏng hơn nhé. Các bạn cắt hai lớp bằng vải chính, nó dày thì không mặc được nhé, nó cộm nhé. Xong giấu luôn cho mình cái phần dài miệng túi nhé. Và riêng túi quần các bạn cắt dọc vải cho mình. Đây là mẫu quần mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong. Và phần 2 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh mẫu quần. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần váy của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.